thì con đã có muốn nói gì với mấy chú để mấy chú giúp đỡ cho con không? Con không biết nói gì. Bây giờ con có thể thực lại cái câu chuyện cho mẹ con nghe, giờ mấy chú nghe. Hồi con gặp Thấm là như thế nào? Con cứ quên rồi, đâu rồi? Cái lúc mà con làm cái chuyện đó với Thấm á, là cách đây là bao lâu rồi? Cỡ 7 tháng mấy đi rồi? 10 tháng. Vậy là con làm trước đó phải không? Dạ. Vậy là trước đó đã làm rồi, rồi cái từ cái lúc con đi tới bây giờ là khoảng bao nhiêu tháng rồi, con nhớ không? Cộng luôn, cái ngày con đi là 10 tháng. Cộng ngày con đi. Dạ. Và lúc đó là con vui vẻ với Thấm là bao nhiêu lần rồi? Ba lần. Em rồi. Ba lần. Dạ. Thiệt nghe, không có giống nha con. Dạ. Con với Thấm gặp nhau ở đâu? Ở nhà. Ở nhà con. Ở chỗ nào? Dạ, ở tại nhà. Ở đâu nữa? Ở tại nhà không à? Có ba Dũng với mẹ kia đâu, đi đâu? Đi công chuyện. Tại nhà tại Gầm Cầu đúng không? Dạ. Là ở tại Gầm Cầu đúng không? Dạ. Lúc đó là Dũng đó là con sợ quá con đi hay sao? Không phải con sợ, tại ông đuổi không? Đuổi à? Dạ. Không có vui vẻ luôn không? Không có vui vẻ cùng con. Không. Con thấy ông càng ngày ông tiền rồi ông đuổi. Không có tiền đuổi à? Rồi dạ. Ví dụ mà hai cái điện thoại con có lấy không? Đâu, cái điện thoại mấy chú với con, mấy chú thì con lấy về. Một cái á, còn cái kia. Cái kia con đâu lấy đâu. Dạ, có hai đến cái dạ. Là cái người ta cho ha. Dạ, cái mấy chú với con thì con lấy về. Giờ còn không? Giờ nó hư. Sao gì điện thoại mới đi mà hư vậy? Tại con cầm lỡ tay rất quanh từ lưới. Rồi. Dạ. Rồi mỗi ngày con đi làm cái gì? Giờ con chưa có làm gì được nha. À, con ở nhà và có là phụ với mẹ không? Nhà cũng có. Thì hôm nay có mặt mẹ nè, con nói với mẹ nghe đi. Giờ con lỡ dại vậy đó. Bây giờ nhờ mẹ đó là giúp cho con đến nói chuyện với đó là bác Dũng để giải quyết cái câu chuyện của con. Hình như bác Dũng này cũng là lúc trước là ba nuôi của em phải không em? Dạ đúng rồi. Kêu bằng ba kêu bằng cái gì? Ở trước đây á? Giờ trước nay kêu bằng ba. À, còn bây giờ kêu bằng cái gì? Con cũng không biết. Ba. Giờ vẫn là ba. Giờ cũng vẫn là ba. Ba vợ. Ba vợ nha. Rồi giờ ông kèm có thăm vợ chưa? Dạ chưa à. Chưa phải có trách nhiệm nha ông. Dạ. Vợ rồi đó. Lúc trước thì ba, bây giờ mỗi ba. Vẫn là ba. Là cái lúc mà. Lúc nào em mới phát hiện ra là Thấm đã có em bé với em vậy? Cũng gấp về đây lâu mới biết được. Ai cho hay? Ai cho hay? Nghe người ta nói. Nghe người ta nói nha. Dạ, mới biết. Thì lúc có mừng không? Lúc đó lâu à. Sao đó? Sợ đi vô đó. Năm nay đại trung thu mà mình có, mình mừng chứ. Mình giờ chú thông báo cho con một cái tin nè. Dạ. Bây giờ á, Thấm đã có thai 7 tháng rưỡi rồi. Còn vài tháng nữa sanh thôi. Cho nên đó bây giờ con sắp xếp đó, nói với mẹ con tiếng đi, rồi có mặt mẹ con nè, con nói với mẹ đi, đó mẹ ơi, đó là con lỡ dạy, mẹ là tha thứ cho con, nhờ mẹ ra nói chuyện với mà bên Thấm giùm, rồi con nói với mẹ con đi. Nói đó con hơi ngại. Sao thì con nói với mặt chú mấy chú nè. Nói thẳng là mẹ con chưa biết đó, con xác nhận là có hay không, thì con chưa tin đó. Sao? Dạ nói đi. Nói với mẹ đi. Mẹ ơi, con lỡ dạy cái gì mẹ lên nói chuyện với con nha. Nói chuyện với ai? Nói chuyện với ba Dũng nhìn con nha. Mời anh cho. Dạ. Con mẹ có sang thấy sao? Nói gì có gì đâu. Mời nên chẳng nói. Nó phải quấy nha. Ừ. Khóc luôn rồi kìa. Nói chuyện quá đâu có tin đâu. Giờ cứ dự định là bữa nào đi? Mấy nào rảnh rảnh đi. Trước tiên mình phải lên hỏi về ý kiến Dũng nữa, xong rồi thông báo cho rồi em mới xuống gặp chị rước chị lên chứ không gặp Dũng ảnh oan ảnh thất bại mà lắm á, anh khó chịu á. Thật sự là cái vấn đề mà Thấm thì ở chung với anh Dũng với vợ của anh Dũng, nhưng mà nghe Thấm đã có em bé thì ai cũng là đổ xô cái sự nghi ngờ đối với anh Dũng, cho nên đó là anh sợ anh Dũng hạnh không có, cho nên là anh rất là bực mình. Bây giờ cũng như là em Sang cũng đã nói với mẹ rồi,
coi như là anh Dũng có xem được thì anh Dũng cũng đỡ đỡ đầu rồi, tại vì mấy tháng nay anh bỏ ăn luôn á, nhưng mà con nó thấy thì đi vòng vòng đó là hàng xóm là nói là có anh Dũng hết. Bởi vì ông vừa đi, vừa tức rồi ông cay cú cái mấy cái vụ này đó, nói dung mà vòng vòng mà cũng gia đình không à. Dạ bữa thì hôm bữa thì cha nuôi về thành nhà cha chơi chơi con gãy rồi đó, cha vợ luôn đó, mời về nhà thôi, mời cha mày xuống rồi bỏ xuống. Thì chủ yếu là giờ rồi em với mẹ đi qua năn nỉ bên kia cho người ta dàn xuống rồi đem sữa qua cho vợ luôn. Dạ bây giờ có vợ có con là có ý định là đi làm cái gì để mà giúp cha mẹ nuôi vợ nuôi con chưa? Cũng chưa biết nữa. Bởi vì giờ em đã lỡ, bây giờ có vợ có con rồi thì phải cố gắng làm như thế nào để mình là có tiền thu nhập để mình mua sữa cho con mình à, rồi phụ giúp với lại mẹ là để cái là biết chuyện phải quấy với người ta. Thứ nhất là giờ đó là mẹ là phải nhìn nhận cái con dâu nè, là một nè. Thứ hai đó là nhìn nhận cháu nội nè. Còn vấn đề xuân gia thì mình chỉ thương lượng thôi, chưa nghĩ rằng bên kia chắc người ta không có dễ gì đâu, có hiểu không? Dạ. Nhưng mà quan trọng là con phải có đi, bữa đó con phải đi với mẹ. Dạ. Mẹ con đi đó. Rồi mời ba con xuống nữa để cho hai bên nó gặp nhau, nói ba mặt một lời. Rồi đó là có mấy chú đây nè, mấy chú ủng hộ cho con, rồi có vấn đề khó khăn thì mấy chú hỗ trợ, hiểu không? Dạ. Thì có an tâm không? Dạ an tâm. Thì là mình năm nhi là phải được người chú tin thừa nhận đâu, đâu có rõ ràng nghe không? Mấy chú dạ. Sắp xếp cho mẹ không ngồi cái con á, chứ đâu có chú để thôi, người ta nói là ép buộc con mất công. Đó, bây giờ con chị nó nói vậy rồi đó, rồi chị sắp xếp xuống dưới khắc phục hậu quả đi, sắp xếp cho nó ổn thỏa hai bên. Có thì sau khi mà xong á thì tổ chức cái đám cưới nhỏ nhỏ cũng được nha. Ở đây anh em sẽ giúp đỡ cho mỗi người hùng vốn mới bên đàn trai đàn gái em còn nhỏ, còn mới nhiêu tuổi đó không biết tổ chức được không hay là đợi đủ tuổi nữa nè. Cái tiền nhỏ thôi, cái tiền ra mắt thôi, nhỏ thôi, mời dùng dùng sớm đấy, ai quen thôi, ngang thôi, để cho hai bên biết mặt nhau là thừa nhận với nhau thôi. Thấy sao chị Nhí? Hả? Chị thấy sao vậy? Đồng ý không? Đồng ý. Rồi em sao sao? Giờ có là gì nhắn gửi tới ba Dũng của em không? Không, ba Dũng. Nhắn gửi đi, ba Dũng. Giờ cưng chẳng này còn nè, con nói cho chị màn hình luôn đi. Ba Dũng ơi, con biết con sai rồi. Ba hãy tha lỗi cho con. Đó, con nói đi. Đó, bà Dũng ơi, con biết con sai rồi, mong ba tha lỗi cho con. Dạ. Bà Dũng ơi, con biết con sai rồi, có gì ba tha lỗi cho con. Dạ. Thì ở đây thì mấy anh em chú đây cũng là cố gắng sớm giờ lại cả mẹ của em à, đi xuống gặp dưới cha một lần dưới á để với bà mẹ em nói chuyện với cha của em rồi. Đó là cho em nói là bữa 24 không anh? Chính xác thì cứ nói vài bữa nữa đi. Vài bữa là em tới về đây, cũng như là dẫn em xuống dưới để mà bỏ bận, để mà sắp xếp cho nó ổn thỏa cái câu chuyện này. Thì tất cả mọi việc đều được phơi bày ra sự thật. Thì đây là một cái đoạn clip mà anh em chúng tôi đã cố gắng hết sức mình, vượt hơn là 100 cây số đi về. Đã tìm đến nhà của mẹ của em Sang để cho chính ba mặt một lời để thấy rõ rằng em Sang đã là thú nhận là mình đã là tác giả trong cái câu chuyện này. Chính vì thế mà mong rằng cái lần cố gắng này của anh em sẽ được khá thành công, giúp đỡ cho em Sang để có được cái mái ấm gia đình giữa hai bên, có ông nội bà nội, có ngoại bà ngoại luôn. Đó. Có ba có mẹ biết đứa bé sinh ra là không phải chịu cảnh một con cha. Em sang cho anh hỏi cái này hơi tới nhị xíu nha. Dạ. Những lúc mà em vui vẻ với Thấm, Thấm có bằng lòng không hay là em ép buộc? Bằng lòng mà. Bằng lòng ha. Dạ. Ai chủ động trước? Ai chủ động trước? Con hay là Thấm? Con. Con giỡn ha. Dạ.
là Thắm không có kháng cự ha. Dạ. Ở chung thì cũng gần cả năm rồi. Rồi cũng thân nhau thì vui vẻ xíu. Rồi ngờ nó dính thiệt ha. Dạ. Và những lúc là vui vẻ với Thắm như vậy, hình như anh nghe nói là những lúc mà em đi chơi đi uống cà phê á, Thắm rất nhớ em, có không? Và mỗi lần em đi về tới nhà ở dưới cầu á là Thắm rất là mừng. Anh nghe nói vậy đó. Con cũng không biết. Con đấy ba chuyện đó. Lúc mà em đúng như là em đi chơi uống cà phê rồi đó, em về nhà có ba chuyện em đó. Là em thấy Thắm vui không? Không. Thấy vẫn bình thường như ngày thường. Bình thường nha. Dạ. Tại vì em nghe nói là mỗi khi em đi uống cà phê á, không có em ở nhà Thắm có chịu lắm. Không có em về á thì Thắm rất là vui. Dạ. Rồi cái câu chuyện này thì là con cũng biết là mình sai đúng không? Dạ. Thì ráng cố gắng mình khắc phục ha. Dạ. Thì thôi bây giờ vậy nè. Dạ, anh em là có cái lời nào nói để cho anh Dũng anh nghe được, anh cảm thấy anh yên lòng luôn. Dạ, em trước mắt thì em cũng phải gửi lời tới Thắm cái đi. Như thế nào? Ít hôm nữa em ra như thế nào đó thì em nói đi. Chị ơi, còn... em ơi, vợ tương lai đó. Dạ. Con không biết nói luôn chị gì nữa. Vợ nữa, chị gì nữa. Giờ kêu bằng em Thắm, không còn kêu bằng chị. Em rồi, có hứa không? Chăm sóc cái đời không? Chị nó chưa tới được á. Chịu trách nhiệm thôi. Chịu trách nhiệm thì chịu thôi, chuyện đó chưa hứa được à. Chú đợi thì chưa ha, để tình cảm dung đắp sao ha. Dạ. Chứ thấy con thấy không? Làm cấp luôn. Không ai cũng mất tiền, cũng có trách nhiệm nha. Dạ. Giờ này chân mày không sao chọc chứ à. Con cạo vậy rồi. Ủa, mất đi vậy. Ở nhà còn báo con cạo luôn. Hả? Ở nhà còn báo hay cạo luôn. Ở nhà buồn quá cạo luôn hả? Đúng rồi, nhà chơi báo. Báo nha. Dạ. Vậy là mình biết, đừng báo nữa nha. Biết nhận thức mình báo là mình còn xài được nha. Còn xài được, chứ nếu mà không nhận thức được rồi mình biết mà mình không có báo là nó mới khó xài. Còn em còn biết nhận thức được rồi, là còn sử dụng được. Mà cái chân mày đẹp chứ, tự nhiên cạo kia. Thấy người ta cạo hay đẹp quá, mình cạo theo luôn. Rồi ngày mai là trước ra gặp cha vợ nói chuyện đàng hoàng. Dạ. Phải ở đó rồi đi làm nuôi vợ con không? Giờ về thì đi làm đi theo ba Dũng đó, làm kiếm tiền thêm. Một là ở ghế, hai là gì đây, chọn nào? Chắc chọn gì đây á. Muốn dẫn vợ về đây phải không? Phải dẫn vợ về đây lo. Sao không ở ghế cho nó thoải mái hơn, mát mẻ nữa. Cần chợ nữa. Làm rồi chứ. Có gì mấy chú thăm, mấy chú cho sữa đâu. Ở gần ba Dũng đi mần đó, ba Dũng dẫn theo hai cha con mần luôn. Được hai đầu lương nữa. Thôi vậy thôi, giờ tối đi, hai mẹ con lại bàn bạc lại đi. Coi là tính ở ghế hay là bắt chị làm dâu ha. Chẳng ai lại về đây. Chuyện chưa biết. Mới gặp chưa không? Rồi, sắp xếp cái giật Dũng trước. Mình mới gặp Dũng hỏi kiếm rồi. Xong rồi mấy hai mẹ con ra. Rồi thôi giờ con ôm mẹ cái coi. Ôm mẹ, hai mẹ con ôm nhiều quá. Ôm mẹ cái coi. Để mẹ nha, mẹ cố gắng là. Dí là dí, ôm con trai cái coi. Rồi mẹ đi mẹ con, mẹ có gì đâu. Mẹ con mẹ. Buồn chứ thấy con mình vậy buồn lắm, nhưng mà đâu có nói thành lời đúng không, chỉ có gượng cười ra nước mắt thôi. Hay là mẹ con có em chưa? Dạ. Mẹ có cho con hay chưa? Mẹ cũng có tình vui đó đó. À chị nó không biết rồi. Nhà cộng vui đó. Mẹ cũng có, con cũng có. Ừ, qua năm là con về bộ đó, bên đây ấm con, bên đây ấm em đó. Hai tay luôn. Tay mặt thì ấm con, tay trái ấm. Tay mặt ấm con rồi tay trái giáo à? Ấm em. Ấm em. Hay của con. Gì kia bằng là sao thấy là con phải. Sao thấy con. Rồi hai con hai đứa lớn rồi kia bằng gì ta? Thì con cháu, con cháu giá. Năm thường. Kia lớn hơn. Lớn hơn cả. Thường. Năm kéo. Nhưng mà khi mà lúc đó, mà lúc là vui thôi. Mà lúc mà hai đứa gì cũng chơi với con á, là mày với tao. Đó. Chứ bà nội thằng chứ mẹ. Ừ,
đúng rồi, đứa kêu mẹ, đứa kêu bà nội. Rồi vậy đi ha. Mẹ nó quýnh con kìa, bà nội nó quýnh con kìa. Bây giờ tối nay hai mẹ con mà bàn bạc coi là ở rể rước chồng dâu vậy nha. Rồi thôi giờ mình chào bà con đây nè, để kết thúc ăn. Rồi quý vị hãy đón xem tiếp theo, chứ ủng hộ cho anh em mỗi người một like chia sẻ với gì. Rồi hai bà nghỉ rồi, hai bà con cảm ơn.